Cách đây hơn một tháng, những chiếc cống bê tông xù xì tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã được thay áo mới thành những bức tranh động vật, phong cảnh đẹp mắt với đủ màu sắc khác nhau. Trước hiệu quả của biện pháp này, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, người nổi tiếng với chiến dịch giải cứu vỉa hè thời gian qua, vừa đề nghị vẽ tranh cho các nắp cống trên địa bàn quận 1, quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố và Trung tâm chống ngập cho phép được thực hiện vẽ tranh trang trí trên nắp cống ở địa bàn quận này. Theo Ủy ban nhân dân quận 1, việc vẽ tranh trên nắp cống vừa tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của người dân trong việc không xả rác xuống cống, còn làm tăng mỹ quan đô thị trên đường phố nên cần sớm được giải quyết. Nếu đề xuất trên được chấp thuận, sẽ có khoảng 40 vị trí nắp cống trên 25 tuyến đường ở quận 1 được vẽ tranh để tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, không xả rác. Trong thời gian qua, công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết hợp với nhiều đơn vị liên quan tổ chức viết khẩu hiệu không xả rác trên các nắp cống ở nhiều tuyến đường, nhưng tình trạng xả rác bừa bãi vẫn không thuyên giảm. Có lẽ là với những cái nắp cống giống như bức tranh đẹp như vậy thì không ai nỡ vứt rác làm bẩn nó đúng không ạ? Và nhân nói đến nắp cống thì không biết là chị Hương Trà cũng như quý vị khán giả có bao giờ thắc mắc và đặt câu hỏi là tại sao phần lớn các nắp cống thì đều là có hình tròn hay không mà lại không phải là hình chữ nhật, hình vuông hay hình tam giác? Và tôi từng nghe nói đây cũng là một câu hỏi tuyển dụng của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới là Microsoft, và đã mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng đã khiến cho rất nhiều ứng viên phải lúng túng và không phải ai cũng đưa ra được câu trả lời chính xác. Vâng, rất may là tôi cũng đã có tìm hiểu về vấn đề này và cũng đã tìm được nguyên nhân là vì sao. Thứ nhất là do dễ lắp đặt. Về mặt khoa học thì nắp cống hình tròn dễ lắp đặt vào miệng cống nhất vì không phải xoay sở xoay chuyển để mà điều chỉnh sao cho khớp được các góc như là các hình vuông hay là hình chữ nhật hay là cả hình tam giác nữa. Và thứ hai là với kết cấu hình tròn thì lực tác động từ trên xuống gây ra bởi bánh xe, bàn chân hoặc là vật nặng đè lên thì sẽ được phân tán đều khắp bề mặt của cống và giúp cho nó chịu được lực tác động lớn hơn. Còn với thiết kế là các dạng hình học khác thì nắp cống sẽ dễ bị vỡ khi mà các góc ở xung quanh không chịu được lực tốt bằng những cái ở phần giữa, đúng không ạ? Và đúng như vậy thì ngoài ra vẫn còn một số lý do khác khiến cho người ta sử dụng nắp cống hình tròn, đó là về mặt yếu tố kinh tế thì việc thiết kế nắp cống hình tròn thì sẽ giúp tiết kiệm được các nguyên vật liệu hơn. Ngoài ra thì nó còn giúp tiện cho cái việc chúng ta vận chuyển lắp đặt, độ an toàn của nắp cống hình tròn cũng cao hơn khi mà nó sẽ không bị rơi xuống dưới theo bất kỳ một cái cách nào, cái hướng nào, và nhờ thế mà nó cũng sẽ an toàn hơn cho người cũng như là phương tiện đi đường.